thành quả mình được như đây nè các bạn. Có một chày một à. Mấy con kia nó còn một chày một rổ cá nè các bạn. Thấy không? Chụp hình nha. Rồi. Thôi thì clip mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại con trước chị với bạn vào clip sau. Sáng ngày hôm nay sáng mình đi xuống ruộng các bạn thấy cá sặc nó móng quá tại luôn, mình lấy chày mình quăng xuống nó dính được một chày. Các bạn xem này, có một chày thôi mình chạy lên luôn. Giờ mình gỡ ra như này, chụp tấm hình coi, chạy chụp quá tại quá đất rồi. Cái cá sặc mà dính kiểu này luôn. Ui, nó dậy. Cá lồ kiến nữa nè các bạn. Nè, cần gặn lại, cần cảnh vô. Cá lồ kiến siêu to luôn. Sáng mình xuống đang con cá lồ kiến nữa nè. Thấy nó ăn bóng quá trời luôn. Mình về mình lấy chày xuống mình quăng một chày một viên về nè. Này gỡ nó trồng cả ký luôn. Gỡ cái đường nào gỡ nè. Nãy mình đi mình quên đem điện thoại quay cho các bạn xem. Ham lắm. Cá này chỉ có chân giòn, khô khô. Bạn nhìn cái sạc đó, cạn cảnh vô, sáng vô tâm em. Cá u nu luôn. Cá lồ kiến này các bạn hấp xả, đặt là nướng, ăn cũng tuyệt vời lắm. Mình tranh thủ mình gỡ xong rồi mình xuống mình quăng bạn chài nữa. Trời, vậy là ăn một tuần chưa hết đó. Tuần chưa hết luôn. Hay quá các bạn ơi. Trời, tự rớt luôn. Rớt luôn. Dạ. Con kia nó nào quá đằng đẵng luôn rồi. Nhiều lắm, quá trời mê luôn. Bạn xem là cá bự bự không nè. Mình hai đêm nay là có mưa các bạn, mưa cũng không lớn. Bạn xem cá lồ kiến này to đùng này, thả chưa? Còn sống không vậy ba? Sống lăng, sống rồi. Trời ơi! Đùng 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 luôn. Cá mình gỡ cũng gần xong rồi nè các bạn. Quá trời lâu. Dính còn tí không được lâu quá. Nhưng mà được cá chiên giòn ăn ngon. Nãy con mới vậy. Em đi chào cô chú đi. Con mới già rồi. Nè chào lại ơi. Chưa mà. Chào lại. Rồi. Hay chưa quay mà. Rồi. Đây các bạn. Mình gỡ cá là nhìn hốt vô nha. Chúc mới chào nữa. Xé vô comment. Cá này. Ôi ơi. Nè ba con này nó chết luôn nè. Ba con cá này cái gì ba? Cá sặc. Cá sặc đồng.
con ốc nữa kìa. Cá sặc mà là cái con cá sặc đó là nó lại uống nước nó già. Dạ, nó làm gì vậy? Trời, có một chai ăn nó này ăn một ngày luôn các bạn. Chai một chai mà ăn một ngày. Có dần quá ha. Có dần. Dần lời á. Có khi chai một chai là ăn, chai hai chai là ăn ăn một tuần á, ăn hơn một tuần á. Cái này cá đồng thịt ăn thơm ngon. Ba sao cá này nhỏ vậy ba? Nhỏ ngoài còn ngoài trời. Ba. Nhỏ mà nó ngon. Nhưng mà sao ba không bắt bự đi? Bự. Chứ nó không có lớn nữa. Vậy là hết cỡ rồi. Ừ. Vậy là nó đang trở thành gì? Nó đang trở thành bồ cạp hả? Ừ. Bột cạp cá. Nó quặn hết lâu quá. Quá trời luôn. Lâu ghê. Nhìn cái mùi thúi ghê. Nè, ở đây còn hồng con nữa nè. Nhìn cái mê luôn các bạn ơi. Đâu. Nè, đó. Một đống luôn. Mình đổ ra cho các bạn xem. Trời, rỡ vô hút lại nữa hả? Hút lại. Chiều ba mới nấu cua á. Trời ơi, còn dính quá luôn. Bắt nhiêu còn nhiêu. Lỗ nào dính lỗ nấy. Lỗ nào dính con nấy. Không phải giục mà cái đó là tại nó nhảy ra ngoài á. Nhảy con nè. Gớm. Gớm. Nó sống được đâu? Được. Cái này các bạn bằng các bạn cắt đầu đó thôi. Khỏi đánh giải. Để y vậy chiên. Chưa đánh giải nữa chắc tới mời. Cắt ngay cái đầu này. Cái ớt chiên. Chiên phải giòn lên. Cặp rau sống. Cặp đi. Cặp ớt nha. Cặp rau sống tiệt của mèo. Lỗ nào cũng có con. Trời ơi. Con qua vậy á. Trời, ba có con ở giữa kìa. Ba để nó rớt xuống dưới đất cái hồi nó cũng dính lên lưới lại. Nữa hả? Hai con luôn, hai con nằm ở đây luôn. Nằm chìm ẹp ở đây luôn. Bị rách rồi, ngồi như ghế đi.
Trời ơi. Rồi xong. Còn hai em này. Nhanh quá mà được như đây nè các bạn. Có một chài một à. Mấy con kia nó còn một chài một rổ cá nè các bạn. Thấy không? Chụp hình nha. Rồi. Thì clip mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các chú chị với bạn vào clip sau. Bye bye.